Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 17 tháng 5 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, khí lạnh suy yếu cho nên trong đêm nay tại Bắc Bộ, mưa chỉ xuất hiện thoáng qua trong khoảng nửa đêm về sáng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng chậm, thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ. Trưa chiều mai thì trời có nắng và nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi còn sấp xỉ 33 độ. Sự mở rộng của vùng áp thấp nóng ở phía Tây cũng khiến cho nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung tăng dần. Mức nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực phía Bắc đèo Hải Vân dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Thưa bà con, trong các ngày từ 13 cho đến 16 tháng 5, tại thôn Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã phát sinh ổ dịch lở mồm long móng, làm cho 42 con trâu bò của 18 hộ dân bị nhiễm bệnh. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Chính vì vậy, bà con những vùng chưa có dịch cần tổ chức triển khai các biện pháp phòng bệnh như sau. Đó là tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cho các đàn trâu bò ở các ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ phát dịch, thực hiện vệ sinh chuồng trại hàng ngày và phun thuốc sát trùng theo định kỳ 2 tuần một lần, nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn trâu bò để nâng cao sức đề kháng với bệnh, đảm bảo khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ nguồn nước sạch cho trâu bò. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm dịch nghiêm ngặt khi xuất nhập trâu bò. Đối với những nơi có dịch thì bà con cần chú ý, gia súc ốm và chết trong ổ dịch phải tiêu hủy bằng cách đốt hoặc là chôn sâu giữa hai lớp vôi bột theo hướng dẫn của cán bộ thú y, thực hiện vệ sinh tiêu độc triệt để chuồng trại và khu vực có gia súc ốm chết, quét dọn, thu gom rác thải xử lý như đối với gia súc chết, phun thuốc sát trùng mạnh, phun liên tục từ 3 cho đến 4 tuần. Tuyệt đối không vận chuyển, giết mổ, phân phối thịt súc vật trong khu vực có dịch. Chuồng trại đã có gia súc chết thì phải để trống trong 1 đến 2 tháng và nuôi lại trâu bò khi có lệnh công bố hết dịch. Quay trở lại với tình hình thời tiết, trong chiều tối nay và chiều tối mai, nhiều khả năng mưa sẽ tăng đều hơn tại khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ. Lượng mưa dông dự báo dao động trong khoảng từ 5 cho đến 15 mm. Riêng vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần cảnh giác với mưa dông có thể kèm theo gió giật mạnh. Ban ngày toàn khu vực sẽ có nắng, nắng nóng suy giảm hơn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ và tại Nam Bộ từ 32 cho đến 35 độ. Thưa bà con, trải qua đợt nắng nóng khô hạn kéo dài của mùa khô Tây Nguyên, bước vào mùa mưa cũng là lúc quả cà phê bắt đầu tăng nhanh về kích thước, kèm theo đó là sự tăng trưởng nhanh của cành trôi. Do đó, việc chăm sóc bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê thời điểm đầu mùa mưa là rất quan trọng, góp phần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và tạo bộ khung cành phát triển khỏe mạnh cho các vụ mùa kế tiếp. Như vậy, việc bón phân đợt đầu tiên cho cây cà phê vào đầu mùa mưa rất quan trọng. Ở lần bón này thì bà con chú ý yêu cầu phân có hàm lượng cao nhất là đạm, sau đó là phân lân và cuối cùng là kali. Trong những ngày tới, mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở Tây Nguyên. Bà con có thể bón bổ sung cho cây cà phê để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 23 cho đến 25 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, độ ẩm biến đổi trong khoảng từ 73 đến 83%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại khu vực này mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối khả năng sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Còn tại các tỉnh Nam Bộ thì mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, người dân cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.